Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Sản phẩm ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó chính là một bộ bình nước thủy tinh chịu nhiệt cao cấp nha các bạn, với dung tích là 1,8 lít. Đây là một cái bộ bình nhìn rất là sang trọng tinh tế luôn, với thiết kế mạ vàng, nó đẳng cấp vô cùng luôn đó các bạn. Các bạn có thể tham khảo cái bộ sản phẩm này để sử dụng trong ngôi nhà của mình, hoặc là làm quà tặng thì hết sức là hợp lý. Nó là dòng sản phẩm cao cấp nên nhìn nó có một cái đẳng cấp khác nha các bạn, nó không có giống như những cái bộ sản phẩm bình thường. Mình đã sàng lọc trên rất là nhiều shop trên các sàn thương mại điện tử thì đây là một shop bán hàng uy tín, với mức giá là 600 cho đến 1.195.000 một cái bộ sản phẩm cao cấp như thế này. Các bạn có nhu cầu thì hãy tham khảo và đặt hàng, đường link sản phẩm mình đã đặt sẵn bên dưới phần mô tả. Cái giá nó dao động như thế này nó sẽ phụ thuộc vào cái set nha các bạn. Ví dụ như set 1 thì chỉ có 4 cái cốc và cái bình thôi, nó không đi kèm theo cái giá úp cốc hoặc là cái khay đựng nước bên dưới. Rồi các bạn có thể tham khảo ở set 2 nè, set 3, set 4 và set 5 thì nó đầy đủ 4 món luôn các bạn. Đặc biệt với chất liệu làm bằng thủy tinh cao cấp và inox 304 mạ vàng, nó rất là sáng bóng và đẹp luôn. Các bạn làm quà tặng thì vô cùng hợp lý, sang trọng, đẳng cấp. Các bạn sử dụng bộ sản phẩm này để pha những cái trà hoa, hoa cúc hay là những cái sản phẩm detox trái cây, hay là sử dụng làm cái bình để đựng pha trà thảo dược thì nhìn luôn được cái hoa quả bên trong chiếc bình thì nó bắt mắt vô cùng luôn các bạn. Đẳng cấp hoàn toàn khác so với những dòng sản phẩm khác nha các bạn nha. Đường link sản phẩm mình đã đặt sẵn bên dưới phần mô tả. Các bạn có nhu cầu mua hàng hãy click ngay vào đường link các bạn nhé. Video chia sẻ sản phẩm của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.